Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp. Lời đầu tiên xin được thay mặt ban tổ chức gửi đến quý vị lời cầu chúc sức khỏe và lời chào cao quý nhất. Kính thưa đại chúng, hôm nay ngày 8 tháng 8 năm Mậu Tý, nhân tu niệm Phật một ngày, ban tổ chức tiếp tục thực hiện chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 13. Đến chứng minh và tham dự trong chương trình ngày hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp, cũng là người sáng lập nên chương trình Ánh Sáng Phật Pháp. Chúng con xin được cung kính giới thiệu vì sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình ngày hôm nay là Đại Đức Thích Lệ Thọ, trụ trì chùa Định Hương, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam. Chúng tôi xin trân trọng chào mừng và hân hoan giới thiệu có sự hiện diện của hơn 6.000 quý nam nữ Phật tử đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Sau đây chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 13 sẽ đến với câu hỏi đầu tiên mà quý vị Phật tử đã gửi về cho ban tổ chức. Câu hỏi có nội dung như sau: Kính bạch quý Thầy, lâu nay Phật tử chúng con thường nghe kể lại có một số vị xuất gia hoặc tại gia sau khi từ bỏ thân xác đem hỏa táng có lưu lại xá lợi. Nghe có xá lợi ai cũng tự hào và hoan hỷ, song chúng con chưa có hiểu biết mấy về xá lợi. Vậy mong quý Thầy trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp giải đáp cho chúng con những thắc mắc liên quan đến xá lợi như sau. A. Xá lợi là gì? Hình thù, kích thước, màu sắc của xá lợi như thế nào? B. Xá lợi từ đâu mà có? Có ý kiến cho rằng xá lợi là những tinh ba do người đó tu học đắc lực hoặc có trí tuệ, có phước báu, vân vân, có đúng như thế hay không? C. Có người cho rằng những người tu tịnh độ khi mất thiêu có xá lợi, chứng tỏ người đó được vãng sanh, có đúng hay không? Còn những người thiêu không có xá lợi là không được vãng sanh, có đúng không? D. Tại sao có người mới tu vài năm thiêu đã có xá lợi, liệu xá lợi đó có thật không? Kính mong quý Thầy giải đáp những nghi vấn nêu trên để cho hàng Phật tử chúng con được hiểu biết. Vâng, kính thưa đại chúng, với câu hỏi này, chúng con xin được đại diện cho toàn thể quý Phật tử nơi đây thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư giải bày để hàng đệ tử chúng con được hiểu rõ về vấn đề vừa nêu. Thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Trước khi đề cập đến vấn đề này, tôi muốn các vị quay trở lại cái hình ảnh của Đức Từ Phụ kính mến nhất của chúng ta, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài sinh ra ở tại Ấn Độ và Ngài đã có một cái quá trình nhiều đời, nhiều kiếp, mà như chúng ta đã đọc được ở trong kinh vị Tằng Hữu có, rồi một số những kinh tiểu bộ hay là ở trong kinh Hiền Ngu kể lại rằng Đức Phật đã bỏ cái thân mạng, bỏ rất nhiều những cái về bản thân của Ngài
Thông thường thì chúng ta có một cái tầm nhìn giới hạn. Một đời sống của một kiếp người, có một con người đó 100 năm thì con người ta hay gọi là định nghĩa, và con người ta chỉ gọi là muốn sống chỉ có 100 năm đó. Nhưng trong khi tức là cái tầm nhìn của các vị thánh thì người ta cho rằng tức là phải còn quá trình rất dài. Thí dụ như chúng ta sống 100 năm, chúng ta còn có một quá trình rất dài để sống tiếp, cho nên cần phải làm cái gì. Và Đức Phật của chúng ta đã đi vào cái con đường đó. Vì vậy cho nên Ngài không quản ngại bất cứ một khó khăn nào, và Ngài đã để lại một cái lợi ích rất lớn cho chúng sinh. Và suốt 49 năm thuyết pháp, làm bao nhiêu cái việc lợi lạc cho trời và người. Cho nên sau khi Ngài mất, Ngài đã nói với Ngài A Nan, sau khi ta mất thì những hàng đệ tử của Ngài, thì trong đó có người xuất gia và người tại gia, tức là có tăng ni và nam nữ Phật tử như các vị đây, hãy nương theo giới luật làm thầy. Đó là một cái điều kiện mà chúng ta thấy rất là rõ ràng. Tức là giới luật á, có giới thì nó sẽ sanh định, có định thì sẽ phát tuệ. Đó là cái lộ trình mà chư Phật ba đời đã làm. Và phải nói rằng tức là cuộc đời của Đức Phật là một cái hình ảnh mà chúng ta có thể nói rằng tức là không có thể nào mà gọi là chúng ta có thể so sánh một cái hình ảnh khác bằng với Đức Phật cả. Bởi vì trong một lần mà chúng tôi thử làm một cái so sánh, là chúng tôi đi từ cái cội Bồ Đề Đạo Tràng, Bạch Thượng Tọa, chúng con có một lần đó, chúng con có đi thử từ cội Bồ Đề Đạo Tràng, chúng con cởi dép ra, chúng con đi ngược trở lại nơi khổ hành lâm, tức là cái chỗ nơi Đức Phật gọi là tu tập. Thì cái chỗ đó thì các vị biết rằng tức là cái khoảng thời gian không xa lắm, đâu khoảng chừng 7-8 cây số gì đó. Nhưng mà với cái sức khỏe của thanh niên như thế này, chúng tôi đi ngược trở lại, mà đi một cách khó khăn, bởi vì đi dọc theo cái núi đó. Thì các vị thấy rằng tức là đá nhọn và gai, chúng tôi đi thử lại xem, với một cái thân hình mà Đức Phật đã tu khổ hạnh, chống một cây gậy, với một cái thân thể tiều tụy, mà Đức Phật đi từ đó, đi cho đến gần cái dòng sông Ni Liên Thiền, thì sau đó Đức Phật gọi là cái là ngã quỷ ở đó, nàng Su Già Ta gọi là dâng bát sữa để cúng dường. Để các vị thấy so sánh cái hình ảnh như vậy, tuổi trẻ sức khỏe còn, đi một khoảng đường cỡ chừng ấy thời gian mà còn mệt, huống chi chỉ còn một cái bộ xương khô. Vào ở trong núi Khổ Hạnh Lâm đó thì tôi thấy tạc là một cái tượng mà ở trong kinh gọi là A Hàm Đức Phật cũng diễn tả rằng tức là Đức Phật để cái bàn tay ở nơi phía trước cái bụng, nó đụng vào cái cột sống ở phía sau. Các vị thử tưởng tượng xem, tức là chúng ta tu một ngày là chúng ta cũng có rất nhiều những cái khó khăn về cái chuyện gọi là nghỉ ngơi vân vân, nhưng chúng ta cũng chưa bao giờ mà chúng ta gọi là đạt được cái trạng thái tức là rờ cái tay phía trước, phải không, đụng tới cột sống phía sau. Ở đây có ai làm được chưa? Chưa ha. Thì như vậy thì chúng ta so sánh như vậy đó, để chúng ta thấy rằng với một cái con người mà có cái sức mà chúng ta thường gọi là một bậc đại hùng, đại lực và đại từ bi, đó là cái mà chúng ta để chúng ta khẳng định. Như vậy thì chúng ta mới thấy được thế nào là cái giá trị của xá lợi. Tôi muốn nói như vậy đó thì để cho đạo tràng của chúng ta thấy rằng cái lộ trình của chúng ta và cái mà chúng ta gọi là hỏi về xá lợi, nó có một cái sự khẳng định nhất định. Cho nên là chúng tôi có trích lại một cái câu định nghĩa về xá lợi là gì, như câu hỏi của các vị đó. Chúng tôi xin được gọi là đọc lại cái lời khẳng định về xá lợi. Xá lợi là sự kết tinh kỳ diệu của sự thành đạt về tâm linh, của sự phát triển tột cùng của hạnh từ bi và trí tuệ. Xá lợi có những hình dạng
như những viên ngọc trai hay đá quý nhiều màu sắc, long lanh như ngọc, rắn như kim cương, búa đập không vỡ, lửa thiêu không cháy, thu nhặt được sau lễ trà tỳ của Đức Phật và các vị thánh đại đệ tử của Đức Phật và những người tu tập về sau này. Đó là cái lời mà gọi là định nghĩa về xá lợi là như vậy. Cho nên là chúng tôi muốn thưa lại với đại chúng, xá lợi nó phải là qua một cái quá trình tu tập, nó phải qua một cái quá trình mà chúng tôi cho rằng cái câu nói là thép đã tôi như thế đấy, thế gọi là mới gọi là xá lợi. Cho nên là có một số vị của chúng ta chưa thể nào phân biệt được xá lợi nó như thế nào, thì hôm nay tức là qua cái phần mà định nghĩa của chúng tôi đó, thì chúng mong rằng là các vị gọi là ghi tâm và nhớ, chứ không nên gọi là hiểu rằng tức là sau khi mà đốt xong rồi đó, ví dụ như sau này mà tôi chết á, các vị mà đốt xong đó mà các vị còn lại những cái mảnh xương đó, nó có thể nó trắng, nó có thể nó có màu vân vân, nhưng mà là xương, thì cái này thì không thể gọi là xá lợi được. Các vị nhớ tôi có minh họa một chút đây, tức là cái hình ảnh các vị xa không biết có thấy hay không đó, đây là tôi muốn gọi là minh họa một chút về cái gọi là phần xương. Xương tức là nó có thể tức là giống như trong kinh Vu Lan Đức Phật nói rằng tức là đàn ông thì xương trắng nặng quằn, đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn. Cho nên ở đây cho nên nhìn trắng trắng như thế này thì biết rằng tức là xương của đàn ông đó. Rồi đây là xá lợi của những vị lạc ma tu tập, các vị thấy tức là trắng long lanh và sáng, rất rất sáng. Và xin giới thiệu thêm các vị nữa đó, ở đây tức là xá lợi của ngài Mục Kiền Liên. Đây là các vị thấy tức là nó rất là đẹp, đẹp ở chỗ tức là rất sáng, sáng và long lanh. Đây là một trong những cái vật quý nhất ở trong cái đời sống tu hành của một người mà chúng ta gọi là các vị đó. Đây là xá lợi của Đức Phật rất ít, vì tức là mặc dù tức là sau khi Đức Phật gọi là bỏ cái nhục thân đó, thì cái lượng xá lợi mà ngày nay mà chúng ta có được đó thì rất hiếm. Rất hiếm là bởi vì tức là ai cũng quý mến, ai cũng kính mến, cho nên tức là được chia đi rất nhiều khắp nơi ở trên trái đất này. Cho nên cái số lượng xá lợi của Đức Phật hầu như tức là rất rất ít. Và đây là xá lợi của ngài Xá Lợi Phất, thì có khác một chút, tức là trắng rất là sáng ngà và hơi dài một chút so với các cái hộp kia. Và đây là của ngài A Nan, các vị thấy để ở trong cái những cái bát bằng vàng. Xá lợi nó phải là một tinh chất, nó phải qua một cái quá trình tu tập thiền định, trì chú, tụng kinh hoặc là bất cứ một cái pháp môn nào, nó phải được qua một cái quá trình như vậy. Và kính thưa toàn thể đạo tràng của chúng ta, khi mà chúng ta nhận được cái hình ảnh mà xá lợi mà như chúng tôi vừa nói đó, thì thưa với các vị rằng tức là nó khác với cái việc là những mảnh xương còn lại, tức là đốt mà chưa cháy hết. Chúng tôi có gọi là thấy rằng tức là trong người Việt của chúng ta có một cái niềm tự hào đó là Bồ Tát Thích Quảng Đức. Này các vị còn nhớ không ạ? Tức là cái hình ảnh của một trái tim, mà thường thường chúng ta gọi là trái tim bất diệt. Thì cái này cũng có cơ thể gọi là xá lợi tim. Thì có một vị thầy đang gọi là cầm cái trái tim. Và trái tim này đó, thì chúng tôi đọc lại cái tài liệu đó, để chúng tôi thấy rằng sau khi mà thiêu xong còn là một trái tim, và người ta sợ rằng tức là thiêu không có hết, nên người ta đem người ta thiêu lại một lần nữa, và nó cũng không mất.
Sau đó rồi tức là các nhà khoa học người ta muốn gọi là thử xem, cho nên người ta dùng cái điện mà để hàn đó, tức là người ta chấm vào mà nó không mất. Thông thường thì thép tới khoảng độ chừng 4.000 độ thì nó chảy, nhưng mà cái tim của Bồ Tát Quán Đức nó không chảy. Chúng ta thấy rằng tức là chúng ta khẳng định tức là về tức là xá lợi nó phải là như vậy. Cho nên chúng ta nói rằng xá lợi là gì thì chúng ta phải nhớ rằng tức là nó phải bền vững với thời gian, và nó phải là thật quý của cơ thể còn lại. Và vì tức là trước khi Hòa Thượng thiêu đó thì Hòa Thượng có nói rằng tức là tôi sẽ để lại cái phần gọi là tim. Thì minh chứng rằng tức là ngoài Hòa Thượng ra đó thì còn có vị gọi là Pháp Sư Viên Chiếu, 93 tuổi, ở chùa Pháp Hoa, núi Quan Âm, tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc. Thì cái vị này sau khi gọi là thiêu xong cũng để lại một trái tim bất diệt, tức là mới năm 93 của chúng ta. Chúng ta thấy rằng tức là những cái hình ảnh này là so lại với những cái vị mà thánh đại đệ tử của Đức Phật, thì chúng ta thấy tức là nó có phần khác với cái hạnh nguyện. Và chúng tôi cũng muốn nói rằng bất cứ ai khi tu tập qua một quá trình được lắng động bởi tâm và thân thì vị đó hiển nhiên là có xá lợi. Thì trong cái câu 1 đó các vị hỏi xá lợi là gì, và cái câu hỏi lớn đó tức là các làm sao để hiểu về xá lợi. Và trong câu hỏi lớn nó chia ra tức là có tức là 5 phần nhỏ nữa, tức là các vị thấy tức là hình thù, kích thước và màu sắc của xá lợi như thế nào. Thì như nãy chúng tôi đã có đưa cho các vị thấy rồi, tức là hình thù nó cũng rất là đa dạng. Có cái thì nó cái hình giống như hình inlet nhỏ, tức là nó hơi vừa xéo xéo, gần gần giống cái tam giác. Và có cái thì tròn, thật là tròn, giống như của Đức Phật thì rất là tròn, tròn giống như một viên ngọc trai. Và của Ngài Xá Lợi Phất á, thì nó hơi dài một chút, hơi dài một chút. Rồi của Ngài Mục Kiền Liên đó thì là rất trắng, rất long lanh. Của Ngài A Nan á thì lại là có một chút cái là cái pha thêm một cái màu nâu, nó giống như là những cái viên ngọc trai mà thuộc về giống như là màu nâu vậy đó. Các vị thấy tức là ngọc trai nó có hai loại màu, tức là một màu trắng và một màu nâu, phải không ạ? Như vậy thì chúng ta thấy rằng rất đa dạng, xá lợi rất đa dạng. Và cũng xin nói thêm một chút nữa đó là nó lệ thuộc vào cái cấu trúc. Khi mà chúng tôi có tìm hiểu thêm đó thì chúng tôi thấy rằng là tùy theo cấu trúc của mỗi người khác nhau. Và thậm chí các vị lạc ma đó thì có những cái viên rất tròn, nó to, có thể tức là những bằng những cái viên gọi là trứng đá của chúng ta, chúng ta thấy nó tròn tròn như thế này, có thể lên đến gọi là 30-40 mm, tức là nó tròn tròn như thế này. Các vị đó thì có thể cái xá lợi đó nó hình thành được từ ở trên đầu. Xá lợi có thể nói rằng tức là nó hình thành được theo những ống xương, tùy theo cái mức độ là tu tập và mức độ gọi là thiền quán, mức độ niệm Phật của chúng ta như thế nào. Và tôi cho rằng tức là trong mỗi cái hơi ấm của chúng ta, các vị thấy rằng tức là gần đây có một số báo chí tức là kể rằng có một số người tự nhiên tức là ở trong cơ thể nó bị cháy, tức là ở trong con người của mình đó, cái hơi nóng không biết từ đâu mà tự nhiên nó cháy theo cái trên cái đầu của chúng ta, nó cháy đi rất rất nhiều. Và các vị đó phải nhập viện để gọi là làm cho nó hạ cái nhiệt độ trong cơ thể. Các vị thấy rằng tức là ở trong chùa đó thì các vị thường có cái khái niệm gọi là lửa tam muội. Không biết ở đây có ai niệm Phật tam muội chưa? Ngoài khi mà chúng ta niệm Phật một ngày ở đây về rồi chúng ta có dùng cái thời gian miên mật để niệm Phật tam muội chưa? Thì đây là một trong những cái mà chúng tôi cho rằng cái hơi nóng ở trong cơ thể khi chúng ta tu tập. Có một số người mà tu tập lâu đó, nhiều đó, thì cái sức nóng ở trong một con người đó lên rất cao. Thậm chí có những người mà gọi là tập yoga ở cái đỉnh cao đó thì họ cũng có một cái sức nóng rất lớn ở trong cơ thể.
họ có thể ngồi ở giữa tuyết được, họ có thể tắm ở giữa lúc trời lạnh được. Và những vị mà nào mà ở núi thường xuyên đó, buổi chiều mà nước nó đã rất lạnh đó, nhưng mà các vị mà nếu mà có tu đó thì các vị cũng có thể có khả năng làm những chuyện này, thì để cho thấy rằng tức là cái hơi nóng ở trong con người nó tích tụ và nó sẽ gọi là tạo nên cho tức là cái lắng động ở trong cơ thể, bởi một cái tinh chất và cái thể chất trong một con người của chúng ta nó được khỏe mạnh. Cho nên là những cái hình thù mà chúng ta có thể chúng ta hiểu, và có một số người á, cho đến ngày nay đó, các nhà khoa học đó, thì người ta vẫn chưa có thể nào người ta thẩm định một cách gọi là hiểu đúng mức của nó. Cho nên có một số người người ta nghi ngờ, người ta nói rằng tức là sỏi mật, rồi sạn thận, hoặc là sạn ở bàng quang vân vân. Cho nên sau khi mà gọi là thiêu đó, thì nó cũng có gọi là khi mà chúng ta lấy những hạt sạn ra đó mà, chúng ta thấy tức là nó cũng có những cái hình thù tròn tròn, hoặc là nó dài dài. Cho nên có một số người người ta cho rằng tức là thiêu xong thì nó để lại những cái này. Đó là những câu hỏi của những người đặt ra. Và có một số người nó cho rằng tại vì chúng ta ăn chay, cho nên là cái fat ở trong cơ thể của chúng ta và carbonate tức là nhiều, cho nên là cái muối nó lắng động lại, cho nên là lâu ngày chúng ta gọi là có được những cái phần gọi là tinh chất. Tôi xin gọi là thưa với các vị, một khi mà những người mà có mang những chứng bệnh như vậy đó thì rất là yếu ớt. Và chắc chắn rằng đó, tức là các vị đó không thể nào có được một cái sức định tĩnh. Đó là thứ nhất. Với thứ hai nữa đó, thì những cái người mà bị sạn thận, sạn mật vân vân đó, sạn túi mật vân vân đó, thì khi mà thiêu ra đó thì các vị đó cũng không có xá lợi. Cho nên tức là chúng ta gọi là làm một cái so sánh như vậy để chúng ta thấy rằng cái định nghĩa của những người làm khoa học, người ta nghi ngờ vì người ta chưa biết cái gì mà nó kết thành xá lợi. Cho nên người ta có quyền người ta đặt câu hỏi nghi ngờ. Cho nên là chúng tôi cũng muốn gọi là các vị hiểu thêm nó khác với những gì mà người ta hiểu. Cho nên cái hiểu của chúng ta phải rõ ràng. Và cái này nó cũng thuộc nằm ở trong một cái dạng gọi là chúng ta gọi là chánh kiến, chánh tư duy, chứ là chúng ta thấy gọi là cho nó đúng, bởi chúng ta hiểu nó đúng, chứ không khéo là những người khác người ta nói rằng những người gọi là sạn thận hoặc là sạn túi mật thì nó cũng có xá lợi, thì như vậy thì khỏi tu, phải không à? Như vậy thì chúng ta gọi là tội nghiệp cho những cái người mà người ta bỏ công sức ra, người ta tu tập rất nhiều, nó bằng với những người mà bị sạn thận, phải không? Cho nên là chúng ta hiểu cho nó đúng cái vấn đề này. Cho nên rằng tức là chúng ta thấy tức là nó có sự khác biệt rất lớn. Nếu mà gọi là tu tập mà tài tử đó thì chắc chắn chúng ta gọi là không thể có được xá lợi. Rồi xá lợi có từ đâu? Có ý kiến cho rằng những tinh ba của những người tu học đắc lực hoặc có trí tuệ, có phước báo, có đúng như vậy không? Cái câu hỏi này nó gần như là cái sự khẳng định rõ ràng. Tức là nếu chúng ta gọi là không có cái sức định tĩnh. Định tĩnh ở đây đó là chúng ta dùng cái từ gọi là chúng ta có thể là trì chú, có thể niệm Phật, có thể tụng kinh, hoặc là chúng ta dùng bất cứ một cái phương pháp nào, hay là thiền quán vân vân. Cho nên tức là chúng ta dùng những cái khả năng tu tập, huấn luyện thân của chúng ta, từ đó nó cho chúng ta có được một kết quả tốt. Kết quả tốt đó đó là đồng nghĩa với cái mà chúng ta mặc nhiên là tự nhiên ở trong con người chúng ta có. Cho nên là bất cứ cái phương pháp nào, cho nên là đừng có nghe nói tức là ở bà hai bà ba nào đó, tức là sau khi gọi là niệm Phật hai ba bữa, hoặc là ngồi trì chú gì hai ba bữa đó, hoặc là dài ba năm gì đó, rồi cái đầu có xá lợi, cái bắt đầu là từ nay về sau tức là không đi niệm Phật nữa, phải không? Tức là như vậy thì chúng ta gọi là hiểu tức là nó lệch lạc. Cho nên mong rằng các vị tức là phải hiểu cho rõ, tức là trong gọi là cái lần mà Đức Phật sau khi mà đệ tử của Ngài thiêu cái báo thân của Ngài đó, thì thu được gọi là 84.000 viên xá lợi. Đây là các vị thấy tức là 84.000 viên. Đựng ở trong gọi là 8 học 4 đấu, tức là số lượng rất nhiều. Cho nên sau đó phân phát ra cho khắp nơi những cái người mà có một cái tấm lòng thành, khi gọi là gặp xá lợi thì cũng chẳng khác nào giống như là gặp
gặp Đức Phật như vậy đó. Cho nên chúng ta phải dùng một cái thái độ hết sức trân trọng khi mà chúng ta đến những cái nơi bảo tàng, vì những cái nơi bảo tàng mới còn giữ được những cái vật quý nhất của Đức Phật, của các vị thánh đại đệ tử. Cho nên khi mà chúng ta gọi là có một cái lòng cung kính, chúng ta biết rằng tức là ở cái viện bảo tàng của New Delhi đó, ở tại Ấn Độ đó, thì còn giữ là một viên xá lợi của Đức Phật. Cho nên là khi mà chúng ta có hành hương về Đức Phật đó, thì chúng ta được cái dịp mai mà chúng ta ghé đó đó, thì chúng ta phải vận cả cái tấm lòng thành, chúng ta xem như Đức Phật vẫn còn, vì cái đó là những cái phần gọi là của kết tinh lại, tức là sau năm tháng của Đức Phật tu tập, trên bằng cả cái tấm lòng chúng ta, để chúng ta đón nhận cái phần tâm linh của chúng ta. Cho nên chúng ta gọi là đừng hiểu rằng đến gọi là tham quan cho nên là chắp tay sau đít rồi rồi lấy con mắt của mình gọi là nhìn chăm chăm vào trong đó, tình như thế là cái thái độ chúng ta gọi là gì, thiếu đi một cái sự hiểu biết về xá lợi. Vì tức là thấy xá lợi đồng nghĩa là chúng ta thấy được gọi là gì, trí tuệ sáng suốt và sự giải thoát của Đức Phật vẫn còn ở trên cuộc đời, cho dù đã trải qua 2552 năm mà nó không có hư, không có mục, không có rửa bỏ đi. Tức là chúng ta thấy rằng thép nó cũng có thời gian bao lâu nó cũng sẽ bị oxy hóa, còn sắt tệ hơn nữa. Rồi có những cái vật kim loại khác, chẳng hạn như là nhôm, đồng, nó cũng cứng, nhưng mà tức là sao, một thời gian ngắn nó cũng sẽ bị phá vỡ đi. Nhưng chính cái gì gọi là gì, những cái viên xá lợi của Đức Phật nó không thay đổi với thời gian đó. Cho nên các vị thấy, các vị khẳng định cái điều này. Và câu hỏi kế tiếp đó, có người cho rằng những người tu tịnh độ khi mất thiêu có xá lợi, chứng tỏ người đó được vãng sinh, có đúng hay không? Còn những người thiêu không có xá lợi là không được vãng sinh, có đúng hay không? Cái việc này mà chúng ta dựa trên cái việc này mà để đánh giá đó, thì chúng ta thấy tức là cái so sánh này nó có phần nó thiếu đi một cái sự nhìn tổng quát. Bạch Thượng Tọa thì theo chúng con biết được đó, thì có một số người ta nhận định rằng đối với những người mà tu giỏi nhưng mà do vì tức là bệnh duyên, mặc dù tu rất giỏi nhưng tức là không thể gọi là không lưu lại được cái phần xá lợi. Cho nên là các vị tức là đừng có thấy những người bạn thân của mình, những pháp lữ của mình đi niệm Phật rất là nhiều, phải không rồi sau khi gọi là thiêu xong không có xá lợi, nó người này gọi là không có vãng sinh, gọi là không có gọi là có xá lợi, cho nên những người này gọi là bị đọa lạc. Hiểu như thế là không được nha. Tức là nó còn một phần gọi là hạnh nguyện, có một phần nào có phước báo về tự thân của người đó đã có một cái duyên lành, gọi là tu tập được nhiều. Nó khác với cái việc mà gọi là chúng ta hiểu trên một cái khung, giống như một cái đánh giá mà phải có một cái thước đo. Cho nên cái đó các nhà khoa học cũng đã thất bại. Thất bại ở chỗ tức là người ta cứ nghĩ rằng con người tức là thời gian tu bao lâu, làm bao nhiêu công việc, chẳng hạn như niệm Phật bao nhiêu sâu, rồi tức là phải đi gọi là Phật thất gọi là bao nhiêu khóa thì người đó có xá lợi. Nếu đóng khung là như vậy thì là không được. Tức là chúng ta thấy rằng là thậm chí có những người mà tại sao chỉ có tức là tu gọi là vài năm thì họ có xá lợi. Tôi cho rằng tức là xá lợi đó tức là không phải chỉ có vài năm, mà nó phải là một sự kết tinh hoa của một con người đó qua một cái quá trình rất lâu, với một cái điều kiện gọi là thể chất của cái người đó hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi cho rằng tức là hoàn toàn khỏe mạnh, là không mà phải bị cái bệnh duyên. Tức là trong cái cuộc sống của chúng ta có rất nhiều những người, cái nghiệp lực của chúng ta, ví dụ như chúng ta thấy rằng đó, mỗi người sinh ra ở trên cuộc sống này tức là nó có rất nhiều cái duyên mà nó kết lại. Cho nên có những người may mắn không có vất vả lắm, có những người có thuận duyên được tu tập, và có những người tức là chỉ được nghe băng ở chùa Hoằng Pháp phát ra chứ không có điều kiện mà để tu.
Cho nên chúng ta thấy rằng, tức là mỗi người sinh ra trên cuộc sống này, trên cuộc đời này đó, mỗi sự sống, mỗi cuộc sống của mỗi người, tức là nó rất là đa dạng. Vì vậy cho nên chúng ta không thể nào gọi là dựa trên cái thành quả của cái việc mà gọi là có xá lợi. Ở đây đó thì chúng tôi muốn mở rộng ra thêm một chút nữa đó. Xá lợi nó là một trong những cái việc khẳng định rằng, tức là người đó đã có qua một cái quá trình tu tập. Nó không thể nào đánh giá rằng, tức là xá lợi là cái người đó được giải thoát. Hai cái việc này nó khác nhau như các vị. Các vị phải nhớ cái chuyện này. Nó chỉ là một cái sự khẳng định. Vì sao? Vì chúng ta niệm Phật, chúng ta tụng kinh, trì chú, ngồi thiền không phải là để có xá lợi. Phải không ạ? Ở đây gọi là có ai mong đợi gọi là cái là mình niệm Phật rồi để cuối cùng hết mình có xá lợi không? À, có xá lợi tốt để rằng biết rằng người đó có một cái quá trình, có một cái giai đoạn, một thời gian thẩm thấu về về thân thể và tâm thể chất của người đó và khí chất của người đó đạt được cái trạng thái tốt để biết rằng khẳng định ở trong cái khoảng thời gian người đó niệm Phật tụng kinh trì chú, người đó đã huấn luyện thân tốt. Nhưng không có nghĩa là mục tiêu của các vị niệm Phật là gì nè? Sanh về cực lạc, nó cái này mới là chính nha. Cho nên các vị phải nhớ cái điều này, tức là cái mục tiêu của chúng ta tu tập là để vãng sanh cực lạc. Thì như vậy đó mới là cái mục tiêu của người tu tập của chúng ta, chứ không nên dựa trên một cái thang điểm đánh giá rằng, tức là khi có xá lợi là người đó được vãng sinh, mà không có xá lợi là không vãng sinh thì không được. Bởi vì sao? Bởi vì tức là xá lợi nó chỉ là đánh giá ở trên cái thể chất của một con người. Còn tới cái nhiệm vụ của Đức Phật đã khẳng định rằng các ngươi học giáo pháp của ta không phải để thể hiện thần thông biến tướng, không thể làm những việc phi thường, vì những việc phi thường đó tự nhiên ở trong quá trình tu tập nó có. Mục tiêu phải là giải thoát. Cho nên các vị thấy rằng tôi là đệ tử của Đức Phật thì có ai đây? Tỳ kheo, Tỳ kheo ni và U Bà Tắc, U Bà Di, tức là nam nữ Phật, Phật tử, tức là bốn chúng. Và như vậy thì chúng ta phải đạt cái mục tiêu gọi là giải thoát, tức là vãng sanh cực lạc cũng là giải thoát. Cho nên đó mới là cái mục tiêu sau cùng, mục tiêu tối hậu của người đệ tử của Đức Phật. Cho nên là chúng ta gọi là không nên gọi là đặt nặng quá vào cái việc gọi là có xá lợi hay không có xá lợi. Cho nên những ai mà thiêu không có xá lợi thì cũng đừng gọi là gì, người thân của chúng ta cũng không nên buồn. Tôi cứ nói rằng sao tu giỏi quá, mặt mày rạng rỡ, phải không? Cả một cái đời sống hạnh phúc an lành mà cuối đời thiêu không có xá lợi thì chúng ta gọi là gì? Vội kết luận rằng người đó gọi là gì? Không có giải thoát, không có vãng sanh cực lạc, thì cái đó là chúng ta gọi là chưa có quan sát hết được trong cái bối cảnh cuộc sống của chúng ta nó có liên đới hay không. Cho nên chúng ta hiểu biết như vậy, thấy được như vậy, quan sát được như vậy, nó rõ ràng được như vậy thì chúng ta gọi là gì? Vẫn tiếp tục gọi là duy trì cái niềm tin của chúng ta không bị lung lai. Đó là thứ nhất, cái đức tin mà khi chúng ta gọi là gì? Chúng ta đến với những cái khóa niệm Phật. Bên cạnh đó, tức là cái việc mà có ở trong một cái cột mốc của thời gian, bởi vì có những người không đủ cái điều kiện, nếu đời này vãng sanh trực tiếp thì tốt, nhưng mà nếu chưa vãng sanh được thì sao? Tức là còn những cái đời kế tiếp nữa. Vì cuộc sống của con người đó thì người ta tính rằng một người mà trọn vẹn, mà nếu mà có phước báo lắm thì 100 năm, phải không ạ? 100 năm thì tính ra nó có khoảng chừng 876.000 tiếng đồng hồ. Nhiều không? Ít lắm, ngắn ngủi lắm. Kinh kiếp sống ngắn ngủi như vậy đó thì chúng ta thấy rằng, tức là chúng ta còn có cái thời gian rất xa để chúng ta có thể tiếp tục làm tiếp tục cái lộ trình này. Tức là lộ trình gì đây? Cái lộ trình tu học của chúng ta đó mới là
cái nhiệm vụ của chúng ta. Cho nên tức là mất đi cái phần thể chất thôi, chứ còn gì, tinh anh nó vẫn còn, tâm thức vẫn còn, để chúng ta tiếp tục, chúng ta có thể duy trì cái đời sống của chúng ta. Duy trì cái đời sống đó là đời sống gì đây? Đời sống tâm linh, đời sống phước báo trí tuệ của chúng ta. Và mục tiêu của chúng ta cho dù trải qua thêm bao lâu nữa, tức là có vài đời đi nữa, nhiệm vụ của chúng ta vẫn không quên, tức là được vãng sinh và được giải thoát ha. Cho nên chúng ta phải ghi nhớ cái chỗ này và chia sẻ với các vị như vậy để các vị an tâm. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng tại sao người tu vài năm mà thiêu có xá lợi, liệu điều đó có thật hay không? Thì chúng ta phải quay trở lại cái điều mà chúng tôi muốn nói hồi nãy. Thì chúng ta định nghĩa rằng tức là xá lợi nó phải là một cái tính bền vững và nó phải long lanh, nó phải sáng, nó không phải là phi kim, nhưng nó phải cũng giống như là kim, bởi vì tức là nó không bị bào mòn, nó không bị theo thời gian. Nếu mà đá bình thường của chúng ta đó thì cũng phải một thời gian nào đó cái tuổi thọ của nó cũng phải rạn nứt và nó vỡ đi. Cho nên có thể họ mới bắt đầu vừa phát tâm niệm Phật tu tập được vài năm thiêu có xá lợi, thì để cho thấy rằng tức là cái đó nó đã được huân tu huân tập. Ví dụ như những người mà gọi là họ đã có cái tinh chất của họ, cái thể chất của họ, và họ mặc dù họ mới vừa biết Phật pháp nhưng tâm của họ an lành, phải không ạ? Rồi họ tức là đã qua một cái quá trình mà họ đã hiểu biết về cơ thể và họ đã có cái trạng thái sống bằng cái tâm an vui, an lạc, hỷ lạc của họ, họ có được rồi. Cho nên chúng ta thấy cái hình ảnh này á, là hình ảnh của Ngài Lục Tổ là sao? Chỉ đi đốn củi nuôi mẹ thôi, chứ chưa hề có những cái năm tháng nào mà đến với chùa mà nghe được cái bản kinh Kim Cang hết, phải không? Các vị nhớ phải không? Nhưng một hôm á, đi ngang một bên hông thôi, nghỉ dừng chân, rồi nghe tức là một câu kinh của một người Phật tử đọc ra một câu. Câu gì đây? Ai nhớ không? Ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Thì sau khi mà gọi là gì? Lục Tổ nghe được một câu thì tỏ ngộ, mới dành thêm cái thời gian đốn củi thêm thật nhiều, rồi mới xin với mẹ: mẹ ơi, con thấy cái duyên nó đã đến và tâm con đã có một cái việc khác thường, là con đã thấy được mọi chuyện, cho nên con nhất định phải tu tập. Nên các vị thấy rằng tức là trước đó Ngài chưa hề tu tập, nhưng khi nghe một câu như vậy thì tỏ ngộ. Điều đó đã cho thấy rằng tức là đã có huân tập, đã có tu tập trước đó và đã có cái thiện căn rất sớm, rất lâu rồi. Cho nên các vị thấy tức là có những thiên tài âm nhạc vân vân, tức là những cái trẻ nhỏ rất nhỏ, hoặc là có những người gọi là gì, vừa được gọi là 1-2 tuổi gì đó, chưa có đi học mà đọc được báo đó, gần đây các vị thấy đó. Thì cái đó đã cho thấy rằng tức là họ đã học trước rồi, phải không? Tức là họ đã biết rồi, những cái nghề nghiệp đó nó còn tồn động lại ở trong cái tâm thức của họ, ở trong cái A Lại Gia của họ. Cái từ chuyên môn trong chùa là như vậy. Và ngày nay người ta gọi cái từ mới đó gọi là gì? Cái gen thông minh. Tức là những cái trí não của chúng ta, những cái hiểu biết của chúng ta, nó được lưu giữ lại. Cho nên tức là nó sẽ chuyển tiếp sang một cái đời kế tiếp của chúng ta. Và cho đến ngày nay đó thì khoa học đã hiểu được cái đạo lý này. Còn về xá lợi đó thì họ vẫn còn nằm ở trong một cái vòng gọi là gì? Nghiên cứu, chứ chưa thấy được những cái mà gọi là họ không thể tìm được. Bởi vì cơ thể đang còn sống thì không thể nào hóa thạch, phải không? Tại vì răng tức là nó cũng là một cái hình thức hóa thạch từ rất sớm, nhưng mà chỉ có răng thôi. Rồi sau đó rồi toàn bộ trong cơ thể gọi là cái xương á, thì nó dần dần nó bị lão hóa, tức là gì, người ta dùng cái từ gì, loãng xương, phải không? Tức là dần dần, tức là trong cái xương tự động nó bọng dần dần và nó bị lão hóa, nó bị trôi đi, bị mất đi, tức là cái vôi ở trong cơ thể của chúng ta lần lần nó mất đi.
Như vậy thì chúng ta thấy rằng tức là những cái mà liên quan đến xá lợi thì các vị gọi là có còn gì không nè? Có gì chưa rõ không? Thưa thầy điều phối, không biết là thầy có muốn gọi là gợi ý thêm để cho các vị hiểu rõ thêm hơn không? Kính thưa đại chúng, nếu chúng ta hiểu rõ vấn đề này thì cho một tràng pháo tay thật lớn. Vâng, kính thưa đại chúng, như sự trình bày của Đại Đức Giảng Sư thì chúng ta hiểu được rằng xá lợi là sự kết tinh kỳ diệu của sự thành đạt tâm linh, là sự phát triển tuột bậc của hạnh từ bi và trí tuệ. Xá lợi có hình dạng như những viên ngọc trai hay những viên đá quý nhiều màu sắc thu được trong tro cốt của các bậc chân tu sau lễ trà tì. Và đặc biệt phải chân chánh tu hành chân thực thì mới được có xá lợi, nhưng không có nghĩa là có xá lợi thì chúng ta sẽ được vãng sanh và ngược lại, vì sự tu hành của chúng ta không phải chỉ để cầu mong cho có xá lợi. Hy vọng qua sự giải đáp rất nhiệt tình, rất rõ ràng của Đại Đức Giảng Sư đã làm phần nào cho quý vị hiểu được thế nào về vấn đề xá lợi. Còn bây giờ là thời gian dành cho câu hỏi tiếp theo, mời đại chúng lắng lòng nghe. Kính bạch quý thầy, theo con tìm hiểu được biết, ăn chay không được sử dụng ngũ vị tân. Như vậy ngũ vị tân là gì? Con nghe nói ăn những thứ ấy tụng kinh không được thanh tịnh, ma quỷ quấy phá, vân vân. Có đúng như vậy hay không? Xin quý thầy hoan hỷ giải đáp giúp con. Như các vị cũng đã biết rồi đó, những người mà chúng ta dùng cái thực phẩm mà để tu tập đó thì cũng cần phải chọn lựa, chọn lựa cái thực phẩm để nuôi cơ thể. Ví dụ như chúng ta muốn trồng những cái loại hoa này đó thì chúng ta cũng phải lựa những cái loại phân, loại đất, nước chúng ta tưới như thế nào đó thì nó mới ra hoa được, phải không ạ? Còn cơ thể của chúng ta đó thì chúng ta cũng phải gọi là nuôi dưỡng cho nó đúng mức. Mà vì chúng ta tu cho nên chúng ta cũng phải quan tâm đến cái việc mà chúng ta nuôi dưỡng cái tâm của chúng ta nữa. Thân của chúng ta chỉ là một cái giai đoạn tạm thời, tâm của chúng ta mới là cái việc quan trọng. Cho nên các vị cần phải gọi là thấy cho rõ vấn đề này. Tại sao chúng ta gọi là ăn chay mà không gọi là sử dụng được ngũ vị tân? Ngũ vị tân là cái gì các vị? Các vị đã biết rồi đó. Thì khi mà các vị dùng như vậy đó, lâu nay đó là các vị gọi là có thấy cái gì không? Nó có liên quan đến cái chuyện gọi là tâm linh của chúng ta rất nhiều đó. Và gần gũi hơn đó là trong nhà chúng ta có thấy cái gì không? Dĩa bay, chén bay này kia đó. Thì các vị thấy rằng ở trong Kinh Lăng Nghiêm đó thì Đức Phật gọi là diễn tả như thế này, những cái thực phẩm mà ngũ vị tân đó khi mà còn sống đó, tức là khi chúng ta chưa có chế biến đó, nó có khả năng nó kích hoạt cho cái lòng ham muốn vì nhục dục. Các vị nhớ cái điều này. Còn khi nấu chín đó là nó làm cho con người dễ nổi cái lòng sân hận lắm. Như vậy thì chúng ta gọi là tu hành, chúng ta phải gọi là quan tâm tới cái việc này đó. Tại sao? Một đốm lửa sân hận đốt cháy vạn mẫu rừng công đức. Một đốm lửa là một đốm lửa rất nhỏ, phải không ạ? Đốt cháy vạn mẫu rừng công đức. Tức là sao? Tức là chúng ta có thể lấy cái nghĩa đen á, chúng ta vào trong rừng, chúng ta quẹt một cái diêm quẹt, chúng ta bỏ xuống chỗ lá khô thì sao? Thì có thể nguyên một miếng rừng đó nó cháy hết, phải không ? Còn ở trong cái đời sống của chúng ta tu hành đó thì chúng ta thấy rằng tức là những cái thực phẩm nó chỉ thơm một chút xíu rồi chúng ta ăn, nó qua khỏi cổ chúng ta, từ ở miệng, ở cái vị giác của chúng ta, ở lưỡi chúng ta, nó đưa qua tới khỏi cổ thì sao? Qua khỏi cổ thôi thì cái gì như cái đó, đúng không? Nó hỗn độn ở trong đó.
thịt cũng được, tàu hũ cũng được. Đến đó rồi thì nó gần giống như nhau, tất cả mọi thứ giống như nhau. Tức là sao? Tức là nó chỉ nuôi dưỡng cơ thể mà thôi. Tức là cái mà chúng ta, tức là chúng ta dùng cái thực phẩm là để nuôi dưỡng cơ thể. Cho nên chúng ta phải khéo léo biết cách chọn cái thực phẩm để chúng ta nuôi. Cho nên có một số người đó nghĩ rằng tức là nó bình thường, cho nên tức là đưa vào trong cơ thể mà không có chọn lọc, và còn tự biện hộ rằng tôi tu là tôi tu tâm mà, đúng không? Cho nên tức là cái chuyện gọi là ăn uống tôi không có quan tâm, cho nên tôi ăn cái gì cũng được. Nói như vậy đó thì cái người đó gọi là mang tính chất gọi là biện hộ. Tại vì sao? Tại vì rõ ràng tức là ở trong một cái cơ thể một con người đó, nó có liên đới đến cái chuyện gọi là tâm sinh lý ở trong một cái con người, cái thể chất của con người và khí chất của con người nó kết liền với nhau. Và tâm tức là nó có mặt khắp nơi ở trong cơ thể của chúng ta. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng nó có sự liên đới mật thiết như hình với bóng. Tâm của chúng ta nó bị ảnh hưởng đến cái thân của chúng ta rất nhiều. Khi mà chúng ta chưa có khả năng tu tập thì chúng ta không thể làm chủ được cái thân của chúng ta. Cái thân của chúng ta nó biểu như thế nào thì chúng ta phải làm như thế đó. Vừa hơi nóng nóng một chút là nó bắt chúng ta phải cầm cây quạt phải quạt quạt liền, đúng không? Vừa khát một chút là vội uống nước vào. Rồi có cái thói quen là buổi sáng là phải quậy 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 một chút, phải không? Mà nó đòi như vậy đó mà chúng ta không có. Mà sáng nay mà ai đó mà lỡ mà thức trễ một chút, mà thiếu quậy quậy một chút đó mà vào đây cứ ngáp hoài, phải không? Đó. Thì cái đó gọi là cái mà chúng ta gọi là gì? Chưa có làm chủ được với thân của chúng ta, phải không? Để thân của chúng ta nó đòi hỏi như thế nào chúng ta chiều chuộng. Mà cái gì đó lâu ngày đó chúng ta hay gọi là để ý và chúng ta nhớ đó. Con của chúng ta mà chúng ta chiều chuộng nhiều quá thì sao? Dạ con hư. Cho tới chúng ta nói nhớ cái chuyện này. Như vậy thì sao? Cơ thể của chúng ta đó mà chúng ta chiều chuộng nó nhiều quá thì sao? Cái tâm nó hư. Phải không? Rõ ràng là chúng ta gọi là chúng ta không thể nào chúng ta vì tức là một chút thơm, một chút cái thói quen để rồi chúng ta gọi là gì? Đánh mất đi cái quãng đời của chúng ta. Bởi vì chúng ta tu rất nhiều, nhưng lỡ một mai mà cái cơn nóng giận nhỏ nhỏ một chút đó thì huynh đệ gọi là gì? Chia lìa. Thậm chí lớn hơn một chút đó, gọi là tương tàn, phải không? Nặng hơn một chút nữa thì sao? Ngộ sát hoặc là cố sát. Cái đó nó ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta. Cái hình ảnh đó nó ghi vào trong mắt của chúng ta, nó đi vào trong tâm của chúng ta, không thể xóa được. Cho nên các vị thấy có những cái anh mà gọi là gì, không khống chế được cái cơ thể, đúng không? Cái nhu cầu đòi hỏi quá nhiều, cho nên ăn cướp, có thể gọi là gì, cướp của giết người. Nhưng mà mấy mươi năm rồi đó là tự động ra đầu thú, với lý do là cái hình ảnh đó nó cứ dài dò suốt trong cái giấc ngủ, hay cứ gọi là mở mắt ra là thôi, mà cứ nhắm mắt lại thì bao nhiêu cái hình ảnh đó nó cứ dài dò. Cho nên chúng ta thấy rằng tức là cái tâm của chúng ta và cái thân của chúng ta nó liên hệ rất là mật thiết. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng tức là không khéo đó, chúng ta vì tức là một vài cái món khoái khẩu, một vài cái thói quen của chúng ta, rồi chúng ta gọi là gì? Chiều chuộng cơ thể để rồi cái tâm của chúng ta nó bị hư hại. Cho nên tức là mong rằng các vị gọi là dựa trên cái lời dạy của Đức Phật ở Kinh Lăng Nghiêm và rất nhiều những cái quyển kinh khác cũng khuyên chúng ta gọi là không nên gọi là gì? Sử dụng thêm ngũ vị, vị tăng. Ngũ vị tăng là gì nè? Hành, hẹ, tỏi, nén, hân cừ. Có một số nơi gọi là đổi lại hành, hẹ, kiệu, tỏi và nén, bỏ đi phần hân cừ. Đó thì là những cái gọi là gia vị. Nhưng thật sự đó thì các vị gọi là cũng nên quan sát, và chúng ta cũng phải nhớ thêm. Ngoài ra cái gì nó còn làm cho cái huyết áp của chúng ta nó tăng và làm cho chúng ta gọi là nóng không? Còn cái gì nữa nè?
à, tiêu, ớt, cà phê, thuốc lá, phải không? Đó, các vị mà gọi là cũng quen dùng những cái thứ này đó thì cũng là gì? À, những cái chất mà làm cho à, cho cơ thể bị lệ thuộc một phần, rồi một phần tức là nó làm cho cái tâm của chúng ta bất bất an. Ví dụ như đang ngồi niệm Phật đây, đang nghe giảng đây, nhưng mà nó nhớ hút thuốc quá thì làm sao? À, thì cái người mà nghiện nặng quá thì sao? À, ngồi ở đây mà tâm đã à, đã nhớ bên ngoài. À, còn các vị mà nghiện gọi là cà phê mà nặng quá mà sáng nay chưa uống thì sao? À, khó chịu lắm phải không ạ? À, còn nếu mà một cái món ăn mà chúng ta xào, chúng ta nấu lên, chúng ta chế biến đó mà nó thiếu thì chúng ta ăn được hay không? À, chê dở lắm. Chẳng hạn như về mà con dâu mà nó nấu bữa nay mà nó quên để một vài cái tép tỏ vô, nó phi lên cho nó thơm, phải không? À, mà nấu đem ra thì sao? Bữa nay đi niệm Phật về thiệt tình vui, thiệt là vui đó, nhưng về tới nhà cơm mà dọn lên ăn kiểu này là ăn không vô à, phải không? À, thì đó là một trong những cái trở ngại liền. Tức là mới ở chùa Hoằng Pháp buổi sáng an lành, chiều về vị chút xíu cái mùi mà à, nó đã làm cho phiền não nổi lên. Mà phiền não nổi lên tức là sao? Bóng dáng của sân hận, của đau khổ nó đã có. Tức là buổi sáng tức là có Phật ngự trong lòng, phải không? À, buổi chiều à, ma quỷ nó ngự trong lòng. À, chúng ta thấy như vậy thì là nó rất là tai hại, phải không ạ? À? Nó còn thêm một cái nữa các vị gọi là quan tâm một chút nè. Khi chúng ta dùng những cái chất kích thích, nó kích hoạt. Có một số người nói rằng tức là à, Phật giáo cực đoan cấm những cái thứ đó, cho nên tức là ở trong tỏi nó có những cái chất gọi là gì, kháng khuẩn. Không ăn những cái chất đó, đó cơ thể nó bị yếu ớt. À, xin thưa tức là thuốc đó, nó cũng có 84.000 vị thuốc, cho nên chúng ta không nhất thiết. Tuy nhiên tức là nó thuộc về những cái mà gọi là gì, ở trong gọi là những cái mà gọi là mỡ. Cho nên ngay cả chỉ là rượu đó thì Đức Phật cấm, tại vì biết nó là cái chất làm mất giống trí tuệ và sai xưa, nó làm cản trở cái con đường giải thoát của chúng ta. Nhưng Đức Phật cũng có mở là sao? Những ai mà à, có thân bệnh mà trước đây tức là thuốc chưa có được nhiều đó thì được phép dùng ở trong thời gian bệnh tật, phải không ạ? À? Nhưng sau đó rồi thì phải ngưng tuyệt đối, vì tức là cái gì dẫn đến cực đoan, cái gì mà dùng nhiều thì nó sẽ dẫn đến gọi là gì? À, làm cho cơ thể của chúng ta bị lệ thuộc, phải không? Mà chúng ta nhớ cái điều này. Cho nên à, chúng ta phải tự tại ở cái chỗ tức là ban đầu đó, thì ở trong kinh Trung Bộ đó Đức Phật có dạy rằng phiền não do né tránh mà được đoạn trừ, phải không? À, cho nên tức là chúng ta gọi là đang tập tu, những cái gì mà có liên quan tới phiền não thì chúng ta nên né tránh để được đoạn trừ. Vì vậy cho nên tức là ngũ vị tăng tức là cũng là một trong những cái dạng đưa đến phiền não, mà không phải chỉ dừng ở lại có ngũ vị tăng mà thôi, tức là nó còn nhiều thứ khác nữa, chẳng hạn như quy định thì như vậy. Nhưng mà các vị thấy rồi sao, ba rô thì sao? Thì cũng là hành tây thôi, đúng không? À, thì hành hẹ, tức là nói chung là những cái chất mà có thể nó làm nóng và nó có thể gọi là làm đến kích hoạt cho, tức là ở trong cơ thể chúng ta dẫn đến có một cái phần gọi là gì, ham muốn về sắc dục, rồi làm cho chúng ta trở nên gọi là gì, sân hận, nóng nảy, làm đổ vỡ gia đình, đổ vỡ cái đời sống tu hành của chúng ta. Nó làm cho hàng ngày chúng ta bao nhiêu cái chuyện phiền não đến với chúng ta, thì chúng ta nên áp dụng cái lời dạy của Đức Phật trong kinh Trung Bộ là sao? Đó là nguyên nhân của phiền não, nguyên nhân của đau khổ, cho nên chúng ta nên né tránh để được đoạn trừ. Đó là cái phương pháp gọi là hay nhất và hữu hiệu nhất, nên là chia sẻ với các vị và mong các vị thấy là mặc dù nó nhỏ, mặc dù một tép tỏi, nhưng mà tích tụ lâu ngày nó trở nên là gì, quân tập cho con người đó nóng giận một cách phi thường. Vì vậy cho nên chúng ta gọi là hạn chế được, tập dần và loại trừ nó ra khỏi cái thực phẩm hàng ngày của chúng ta. Đừng có biện hộ rằng tức là vì đó là cái thực phẩm cho nên, và đó là phương thuốc cho nên chúng ta không thể bỏ, mà trong khi đó thuốc thì rất
rất nhiều, rất đa dạng, phải không ạ? Cho nên chúng ta có thể tìm những loại thuốc khác, những phương thuốc khác. Còn nếu như người nào mà đã làm chủ được cái thân của mình tự tại, thì xin cái đó là xin mở ngoặt ra như vậy là miễn bàn. Cái vị đó muốn dùng sao dùng. Vì tức là nó vô hại, tức là nó giống như lửa. Đối với trẻ con thì có thể nó bị bỏng, bị cháy. Còn những cái người mà gọi là gì, có khả năng gọi là chữa lửa, thì họ làm chủ được thân của họ, và họ có thể đem đến những cái nguồn an lạc khác. Cho nên là cái tầng đó, cái tầng cao, chúng ta miễn bàn ở đây. Chúng ta chỉ nói đến cái tầm mà chúng ta vướng phải, cho nên chúng ta cần phải hạn chế. Xin chia sẻ với các vị là như vậy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, qua sự trình bày của Đại Đức Giảng Sư thì chúng ta hiểu đã là người con Phật thì không nên ăn ngũ vị tân, tức là không được dùng năm món gia vị có vị cay nồng như hành, hà, tỏi, hương cừ và kiệu, vì năm món này nó làm cho thân tâm chúng ta không thanh tịnh. Khi ăn chín thì dễ phát sinh lòng dâm dục, nhưng khi ăn sống thì nó gây cho con người cảm giác khó chịu, bực bội, nóng giận. Và để tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Chân Tín, chủ nhiệm chương trình Ánh Sáng Phật Pháp, có đôi lời nhận xét về những vấn đề vừa nêu. Thành kính cung thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 13 hôm nay, chúng ta đã được nghe Đại Đức Thích Lệ Thọ giải đáp những thắc mắc về vấn đề xá lợi và ngũ vị tân. Thì xin thưa với đại chúng, Đại Đức Thích Lệ Thọ là giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, đã tốt nghiệp tiến sĩ tại Ấn Độ. Thì qua học vị của Đại Đức cũng đã khẳng định những lời giải đáp của Đại Đức là rất đáng tin cậy. Thì chúng tôi xin được bổ sung thêm về cái câu hỏi thứ nhất là xá lợi. Thì xá lợi theo như Đại Đức Giảng Sư đã trình bày, quý vị đã hiểu rồi. Khi một người chết, thiêu, và sau khi thiêu còn lại những vật chất, mà vật chất này rất nhiều dạng, tròn hoặc là dẹp, thế nhưng đặc tính của nó là cứng như kim cương và bền vững với thời gian, màu sắc lóng lánh rất là đẹp. Thì xá lợi này theo như trong kinh điển, sau khi Đức Phật thiêu, và cũng như lời Đại Đức Giảng Sư nói, có 84.000 viên xá lợi của Đức Phật. Sau này các thánh đệ tử của Đức Phật tu tập thiêu cũng có xá lợi cho đến bây giờ, và chúng ta mới hiểu được xá lợi là gì. Đối với Lão Tử thì quan điểm con người có tam bửu là tinh, khí và thần. Ba chất này nếu một người biết gìn giữ, bảo tồn thì người đó sẽ khỏe mạnh, sống thọ và có thể khi thiêu có xá lợi. Ngược lại, người nào mà phung phí ba cái chất này thì lúc sống cũng tiều tụy, bệnh hoạn, và chắc chắn khi chết không thể nào có xá lợi. Bởi vì ba cái chất này gọi là tam bửu, ba cái chất máu của con người, mà ba chất máu này chúng ta giữ gìn được lâu dài mới có thể kết tinh thành xá lợi. Trong Phật giáo chúng ta không nói đến tinh khí và thần,
nhưng lại nói đến giới, định và tuệ như Đại Đức Giảng Sư đã trình bày. Giới định tuệ được gọi là tam vô lậu học. Chứ vô lậu này có nghĩa là không lọt, không có rọ rỉ nữa. Còn chúng ta đó là những người hữu lậu. Hữu lậu có nghĩa là còn rò rỉ. Mà còn rò rỉ là rò rỉ cái gì? Rò rỉ tinh khí thần, rò rỉ những cái phiền não ới trượt. Thì khi mà chúng ta còn hữu lậu thì không bao giờ có được xá lợi. Chỉ những người nào tu tập chuyên tâm, và cũng như Đại Đức Giảng Sư nói, thiền định, niệm Phật, trì chú, tụng kinh, bất cứ tu pháp môn nào. Thế nhưng chúng ta phải đạt được giới, định và tuệ. Bởi vì có giới là để chúng ta bảo tồn được cái năng lượng ở trong con người mình. Thì khi cái năng lượng này nó bảo tồn được lâu dài mới kết tinh được xá lợi. Cũng giống như là bên lão, nếu tinh khí thần mà giữ gìn bảo tồn được thì người đó khỏe. Người nào mà phung phí tinh khí thần thì người đó sẽ yếu ớt, có thể chết yểu. Vậy thì ở đây chúng ta phải khẳng định rằng một người học Phật muốn có được xá lợi phải có giới, định và tuệ. Chúng tôi lấy một thí dụ. Một người xuất gia 20 tuổi, cho đến khi 60 tuổi người đó mất. Trong thời gian xuất gia như thế 40 năm là người này không có gia đình, không có gia đình. Thì như vậy thì trong 40 năm đó người này không có gia đình, có nghĩa là không bị hao tổn tinh khí và thần. Thế nhưng cũng có những vị sau khi mất thiêu không có xá lợi. Vì sao? Vì mặc dù vị đó đã 40 năm tu hành, không có vợ, không có con, nhưng vị đó vẫn bị rò rỉ, còn hữu lậu. Thì chắc chắn rằng dù tu 40 năm không có vợ con, thiêu cũng vẫn không có xá lợi. Như vậy thì cái xá lợi này nó là kết tinh của giới, định và tuệ. Đức Phật và các bậc thánh đệ tử của Đức Phật, các ngài đã tu đạt đến cái mức giới, định, tuệ, vô lậu rồi. Cho nên nó không còn rò rỉ. Mà không còn rò rỉ như vậy, trong 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm mới có thể kết tinh thành xá lợi. Cho nên cái này không phải là cái chuyện đơn giản là mình nói rằng có những người mới tu mà có thể là thiêu là có vô số xá lợi. Chúng ta coi chừng có thể hiểu lầm. Theo chúng tôi nghĩ rằng là có thể là do mình có một cái chứng bệnh gì đó, ví dụ như bệnh ung thư, mình phải hóa trị dùng những cái chất thuốc mà có thể nói là khi uống vào ảnh hưởng đến xương. Khi thiêu có thể là những cái xương đó nó không có cháy, nó bị keo kết lại như thế nào đó. Và cái xương này thì chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta dùng tay hay là dùng gì mình làm mạnh thì là nó cũng vỡ hết. Thì nó đâu có phải là xá lợi. Cái này chúng tôi lặp lại cái lời của Đại Đức Giảng Sư thôi. Là vì là thầy nói rằng xá lợi thì phải là cái vật rất là cứng, bền vững với thời gian và lóng lánh đẹp. Thì đây chúng tôi xin nói thêm cái vấn đề này để cho quý vị thấy rõ rằng là khi chúng ta tu tập có đầy đủ giới, định, tuệ mà Đức Phật dạy là tam vô lậu học, là mình đạt đến cái lúc mà mình không còn bị rò rỉ nữa. Bên đạo lão thì mình không còn bị hao tổn tinh khí thần, mình bảo tồn được mới có thể kết thành xá lợi. Cho nên xá lợi rất là quý, là hiếm. Và Đại Đức Giảng Sư cũng đã trình bày với quý vị rằng khi quý vị đến
chiêm bái Xá Lợi Phật, thì mình phải nghĩ rằng đây là những tinh ba, những cái gì quý giá nhất của Đức Phật còn hiện hữu lại trên cõi đời, mình cung kính, mình tôn trọng. Như vậy thì Xá Lợi là một vật rất là quý báu. Như vậy thì hôm nay chúng tôi cũng xin bổ sung thêm cái phần Xá Lợi để cho quý vị rõ thêm. Trước khi dứt lời, xin thay mặt cho ban tổ chức thành kính tri ân Đại Đức Giảng Sư đã hoan hỷ nhận lời mời ban tổ chức về đây để giải đáp cho các Phật tử những câu hỏi vừa qua. Kính chúc Đại Đức luôn pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành. Và cũng kính chúc toàn thể quý Phật tử tu tập một ngày được thanh tịnh và an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật A Di Đà Phật.
ai.